sự là chán. Thật sự tôi chán lắm ấy, nhiều lúc cảm thấy là bất lực, bảo bây giờ mẹ nhiều lúc nói với chuyện với con mà mẹ sẽ không biết làm thế nào để cho con tiến bộ được hơn nữa. Lo sợ nhất là mẹ em cho em thôi học trường luôn ạ. Mẹ em luôn nói với em là em không muốn học nữa hay sao mà điểm toán lại kém như thế này. Thì em cứ ngày nào cũng nghĩ thế này. Em bảo là điểm toán mà kém nữa thì mẹ thế nào cũng sẽ cho tôi học. Xong rồi có một lần em nhớ điểm toán em thấp quá, mẹ xé luôn cả vợ. Em buồn, buồn lắm chứ ạ. Buồn xong rồi ở nhà em ngồi khóc một mình. Nhà mẹ. Không về chờ con. Đi học về đói chưa con? Không đòi lắm. Thế giờ này học thế nào con? Các môn kia học nào, mẹ thấy các môn điểm gửi về điện thoại, gửi về tin nhắn, mẹ thấy điểm cũng tương đối, cũng khá đúng không? Thế nhưng mà riêng môn toán mẹ lại chưa thấy điểm nào. Có điểm hay con không báo về thôi. Em sẽ cảm thấy hơi sợ mẹ một chút khi mà mẹ hỏi điểm toán của em, thì tại vì lúc nào em cũng giấu nhẹm điểm toán của mình đi, em không bao giờ nói điểm toán của mình trước cả. Mẹ em hồi trước, mẹ em luôn nói với em là em bị điểm toán kém như thế nữa là em không chán học rồi đúng không? Em kiểu em không muốn học nữa hay sao mà điểm toán lại kém như thế này. Mẹ cũng đã rất là nghi ngờ cái việc này, bởi vì là từ dạo này mẹ toàn thấy điểm của các môn mà không thấy điểm toán đâu. Một tháng gần đây thì tất cả các môn đều có điểm số gửi về trong tin nhắn của mẹ, nhưng mà riêng môn toán thì lại không thấy có. Thế tôi cũng đã nghi ngờ một phần nào đấy là tại sao lại cái điểm toán lại không có. Thì chắc là có thể là do cái điểm của con thấp cho nên là con không gửi về cho phụ huynh. Nhưng mà cái đấy đâu có phải là có gì đâu mà con phải giấu, bởi vì là mẹ cũng đã biết là con học như thế nào rồi mà, đâu mà phải giấu. Thì con, hồi trước em cũng đã từng giấu mẹ điểm toán, xong cuối cùng mẹ vẫn tìm ra được. Em biết thế nào mẹ cũng biết, nhưng mà em giấu hình như kiểu thói quen. Em cứ sợ rằng là việc nếu như mà nói điểm với mẹ thì sẽ bị sợ mẹ mà. Mặc dù mẹ bảo là cứ nói ra đi để bố mẹ còn biết tìm cách khắc phục cho con, nhưng mà cứ nói ra là mẹ sẽ bắt đầu tuôn một tràng rằng từ đầu đến cuối với em. Cái điểm toán đấy là ở lớp là tất cả các bạn đều như thế à? Không. Hay chỉ có mình con nữa? Con ở đâu? Lớn bị gì đó. Mẹ em luôn luôn so sánh em với người khác, kiểu ngày nào ở nhà hoặc là trên xe hay đi đâu, mẹ nhìn thấy con nhà người khác học giỏi hay là kiểu hiếu thảo với bố mẹ, mẹ cũng rất là so sánh. Mẹ bảo là con nhà này văn không chỉ giỏi mà toán cũng giỏi, rồi nhìn con nhà mình thì toán trở tốt lên được. Thì nhiều lúc ngồi trong lớp ạ, cô giảng bài cả lớp đứa nào cũng gật gật hiểu rồi mà em không hiểu cái gì. Thì nhiều lúc trong giờ em nghĩ là tại sao kiểu bản thân mình toán điểm không bao giờ quá 6 mà cả lớp đứa nào cũng 9 đến 10 thế ạ. Đọc sách đọc truyện làm cái tốt, thế nhưng mà không phải là mình đọc quá nhiều như thế để lơ là những môn khác. Trong một phần là con cứ mê muội vào những cái quyển truyện ấy, đúng không? Đắm chìm vào trong nó nhiều quá. Em nghĩ là việc đọc truyện nó sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm. Tại vì điều sau thì em cũng cần phải giải tỏa tâm trạng áp lực thì em sẽ cảm thấy tốt hơn. Rõ ràng lên là cái con đang học rồi, cả buổi tối lúc nào cũng thấy con học. Mà chuyện về hỏi đến quyển nào con bảo con đọc hết rồi, không biết con đọc lúc nào. Là cứ đắm chìm vào trong đấy là cũng bây giờ làm sao để cho con thoát được ra cái đấy để con tập trung vào môn toán. Sau khi Mai kết thúc học kỳ 2 với kết quả môn toán đáp ứng được kỳ vọng của bố mẹ, ekip chương trình Học Sao Cho Tốt đã quyết định có một buổi trò chuyện riêng với mẹ của Mai. Chị nghĩ là chị hiểu Ngọc Mai nhiều không? Trong cái giai đoạn mà con chuyển từ năm cấp 2 lên cấp 3 thì con cũng ít tâm sự hơn, nhưng mà thời gần đây thì con có chia sẻ nhiều hơn nên là cũng hiểu phần nào con hơn. Hôm nay thì ekip của chương trình muốn cho chị Nguyệt xem một số những cái tâm sự của Mai. Lo sợ nhất là mẹ em cho em thôi học trường luôn ạ. Mẹ em luôn nói với em là em không muốn học nữa hay sao mà điểm toán lại kém như thế này. Thì em cứ ngày nào cũng nghĩ thế này. Em bảo là điểm toán mà kém nữa thì mẹ thế nào cũng sẽ cho tôi học. Xong rồi có một lần em nhớ điểm toán em thấp quá, mẹ xé luôn cả vợ. Thực ra thì hồi trước, hồi còn cấp 2 em rất là hay mở lời nói chuyện mẹ trước, là em cứ có chuyện gì trên lớp phát là em sẽ nhắn tin cho mẹ hoặc là về nhà nói chuyện ngay với mẹ. Nhưng mà
Với cả về sau, cả lên cấp 3 thì em không nói chuyện nhiều mấy nữa, mà em cứ hay giữ trong lòng. Tại vì là có một vài lần em nói chuyện này với mẹ ra thì cứ đọc nguyên một cái thái độ giống nhau, như là mẹ sẽ nói câu thế à, hoặc là vậy à, kiểu một thái độ không được quan tâm cho lắm. Hoặc nếu như mà em kể một chuyện vấn đề đó với mẹ và em nêu suy nghĩ của mình ra thì mẹ sẽ phản ứng khá là gay gắt và phản đối. Và từ những đó trở đi thì em cũng không mở lòng mấy nữa. Thế nhiều khi mẹ cho nói câu em đã ra khỏi phòng mà em không muốn nghe nữa. Không còn hứng thú làm việc gì nữa. Nói chung thấy rất là chán. Thực tế thì thì nhiều lúc mẹ cũng thấy bất lực, cũng cảm thấy là cũng phải nói chuyện với con, cũng bảo cũng khóc rồi, con cũng hiểu cái tâm trạng đấy. Có những tối buổi tối con nhắn tin để nói chuyện với con, mặc dù con chỉ ở phòng con, mẹ ở phòng mẹ, nhưng lại phải trao đổi với nhau qua tin nhắn để giúp con được nhỏ. Sau qua chương trình thì con đã phấn đấu được lên và vượt qua lại chính bản thân mình và cảm thấy yêu thích và tự tin với bản thân mình, và mẹ con cũng gần gũi nhau hơn. Mẹ của Mai đã ngay lập tức đưa ra quyết định. Chào con. Hello. Ngày hôm nay con cảm thấy thế nào? Có vui không? Tâm trạng nào? Không, buổi sáng là khó chịu. Đến bây giờ cảm thấy thoải mái chưa? Chưa. Không phải cảm thấy rằng bây giờ con cảm thấy con vui nhất là con đã vượt qua được chính mình. Vì là mẹ bất lực với cái việc là con học môn toán với cả môn tự nhiên đúng không? Cho nên có thể có những cái mà gây áp lực cho con sẽ có, chứ không phải là không có. Rất nhiều. Bởi vì mẹ quá hy vọng mà mẹ không nghĩ được những cái việc đấy nó xảy ra với mẹ là nó như là nó sốc. Tức là mẹ hy vọng rằng nó một cái kết quả khác, nhưng khi mẹ nhận thì nó lại một cái kết quả khác, cho nên là có thể nó gây áp lực cho con. Có lần hồi lớp 3 hình như điểm toán con thấp 3 hay 4 gì đấy, xong rồi tiên là mẹ sang xé của con, xong đó sau bố cũng sang bố nói con, xong bố về phòng và con cũng sẽ nó quyền vở và bố thùng ra rồi. Nói chung mẹ sẽ vừa xong có rất là sợ. Xong tự dưng bố sang nói nữa con lại càng sợ hơn. Con không biết là nên nói cái này với ai, thế là nói chung cảm thấy rất là khó chịu với là chút hết vì quần vợ. Nhưng như là những lúc mà mẹ mắng thì con thấy rất là sợ, với cả là sợ và không nghĩ cái gì nữa. Thì ngoài vấn đề học tập ra còn những cái vấn đề về quan hệ bạn bè rồi. Tại sao con về con lại không chia sẻ với mẹ mà con lại cũng giấu mẹ? Có hồi tuổi tiểu học là con có thói là hay nghĩ ra một đống bạn trong đầu của con, xong tự nói chuyện với cả bọn họ. Thì nói chung đến bây giờ cũng khá nhiều bạn rồi. Sống thì toàn sống kiểu đa cảm, cái tự tách mình là thế làm sao mà ấy được. Con phải hòa đồng, kể cả với em thì con về là con phải nói chuyện với cả gia đình, tất cả những cái đấy là với bố mẹ, con phải xuống con phải sinh hoạt cùng với gia đình. Mẹ thấy toàn con ở dưới nhà nhưng mẹ vẫn thấy con nói chuyện mình. Con là phải thoát ra khỏi những cái nhân vật đấy thì mình sống trong hiện thực, làm những việc thực trong thực tại này. Làm sao con phải thoát ra mà con phải tìm những cái bạn thực tại của con bây giờ. Đấy, con mẹ luôn luôn mong muốn rằng con chỉ hòa đồng với các bạn. Nếu như các bạn không có các bạn chia sẻ được, con phải chia sẻ được với mẹ, coi bố mẹ như các bạn. Và con chia sẻ nhiều thì bố mẹ mới hiểu được con. Mẹ rất mong muốn phải là người bạn đầu tiên mà để con chia sẻ nhất, chứ không phải là người thứ hai. Vậy là sau buổi nói chuyện cởi mở lần đầu tiên sau rất nhiều năm,
những giọt nước mắt đã rơi xuống. Hy vọng mẹ và Ngọc Mai đã phần nào hiểu nhau hơn và sẽ không còn những căng thẳng áp lực trong ngôi nhà này nữa. Rồi chuyện mẹ em thấy nhẹ nhõm hơn tại vì mình đã chia sẻ được với mẹ. Em nghĩ là sau hôm nay em sẽ cởi mở hơn với mẹ bằng cách là có thể là sau một ngày đi học hoặc làm việc thì lúc ăn cơm hoặc là tối có thể xuống phòng mẹ hay cùng nói chuyện với mẹ. Đó là những tâm sự của Ngọc Mai. Vậy còn mẹ thì sao? Tôi đã mong muốn cái lẽ ra cái buổi này phải sớm hơn từ rất lâu rồi, để hai mẹ con được hiểu nhau hơn. Sau bao nhiêu năm thì bây giờ mình cũng tìm ra được cái tiếng nói chung với con ấy. Sau hôm nay thì tôi thấy rằng là tôi sẽ thay đổi được nhiều hơn, rồi tôi sẽ hiểu được cái tâm tư của con hơn và gần gũi với con hơn.